Ngày 2 tháng 10, live concert The Portrait của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã diễn ra tại khách sạn Melia Hà Nội với sự góp mặt của các khách mời Diva Hồng Nhung, ca sĩ Uyên Linh, Oblus Band cùng hơn 600 khán giả. The Portrait không chỉ là một trong những live concert được đầu tư khủng của nam ca sĩ, mà đây còn là dịp đặc biệt để Mr. Đàm ôn lại hành trình 25 năm ca hát, có những lúc thăng hoa và cả những biến cố đã trải qua trong suốt chặng đường hoạt động nghệ thuật của mình. Không chỉ mừng sinh nhật bằng một đêm diễn hoành tráng, đầu tư kỹ lưỡng, ứng dụng công nghệ mapping lên bàn tiệc cực xịn sò, mà Mr. Đàm còn có những khoảnh khắc lắng động khi chia sẻ về những điều đặc biệt của bản thân mình. Sau khi khiến khán giả rơi nước mắt với màn trình diễn ca khúc Gánh Mẹ đầy da diết, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ công bố mảnh ghép quan trọng nhất trong cuộc đời mình bằng sự xuất hiện của con trai ruột Bolo Huỳnh. Khoảnh khắc con trai lớn Minh Quân dắt bé Bolo từng bước đến bên ba Hưng đã thực sự chạm đến trái tim khán giả. Tiếng hú hét vỗ tay của khán giả vang dội cả khán phòng và cũng có những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi, khóc vì mừng cho hạnh phúc của idol của mình. Đây là tình yêu to lớn nhất của Hưng suốt 3 năm qua, bé Bolo Huỳnh, đứa con đầu tiên và duy nhất trên cuộc đời này của Hưng. Mr. Đàm hạnh phúc giới thiệu con trai tới khán giả. Con trai của nam ca sĩ hiện đã được hơn 3 tuổi và trong suốt thời gian qua, giọng ca Anh Lo Cho Em Hết đã rất cố gắng bảo vệ và giấu bé rất kỹ trước truyền thông để tránh sự chú ý quá mức và chờ đợi một dịp thích hợp để có thể công bố với tất cả khán giả. Cũng chính vì càng che giấu nên càng thu hút nhiều sự tò mò. Rất nhiều khán giả bất ngờ khi chứng kiến bé Bolo xuất hiện trên sân khấu cùng ba mình. Có thể nói, khoảnh khắc hai con trai cùng mừng sinh nhật nam ca sĩ ngay tại sân khấu là một trong những giây phút cảm xúc và đáng nhớ nhất concert. Khán giả không chỉ thấy một Mr. Đàm hào nhoáng cháy hết mình trên sân khấu, mà còn thấy một góc khác rất đổi bình thường của một ông bố, chỉ muốn bình yên tận hưởng niềm vui cùng các thành viên trong gia đình.